tôi pha với nó. Này kia là mì tôm à? Thôi 18 lần thoáng cái luôn. Mua sợi. Lô thế à? Nó nên được. Nên nó mua mùn đấy. Nó có ôm tiêu à? Nhớ ôm nên mùn. Ồ. Cái nhà nhỏ. Cái. Ô sữa.
cái nhà nhiều màu. Nhà mì tôm đi pha cua nó. Nhà cua nhà nhá mày, đúng à? Ừ. Gói này thì chỉ hết đấy, có sữa liu nữa. Cái này vô rồi vô. Mát lim. Thì thích đâu à? Thì đó, không ngại tôi lâu lại là. Ồ, đó.
Có sữa được hả? Được. Tại nữa. Hả? Nó tại nữa. Cần đi tư chị chưa? Cần tư nữa. Nhà đó, lại cái là có ạ. Cứ ăn. 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 Cứ
cây dưa béo. Để ta cây dưa hoa dẻo. Hoa dẻo luôn. Hay như cây dẻo. Mười đến mười hai. Mười đến hai là liêu nha. Nhưng mà cũng nhà giống to đặc luôn nè. Cô dễ ứng nhận nào. Cô ta phải xây những cây từ mười nay. Mười mười mười. Đúng rồi à. Nó tải mà. Tải tôi à. Chắc tuổi mà. Ồ. Cho hai chị những cây lâu mẹ. Mười mười. Cần gì mà hai gì hai gì mới thôi người da. Mày sẽ tôi nhé. Mày là cái gì? Cái đó xí vậy. Để lên không? Nhà. Nhà đi không? Tại tôi đó. Rồi này. Đi tập cô tất. Thank you.
Thank you.
Còn sợi nát hả? Mày hả? Đi lên nhé mà. Ồ. Này Tùng sai. Tùng sai. Tùng sai. Tùng sai. Tùng sai. Sao này nè, cái kia được. Tung có ngõ tại nó. Cậu áo tên.
tớ đi, không phải tớ. Mày nay hút dưới hút gì rồi nào? Ừ, có rồi.